Em cảm thấy cái bộ phận thiết kế là một bộ phận mắt xích quan trọng trong cái việc đưa mẫu mã đến với tay của khách hàng. Công ty Long Thanh luôn thiết kế ra những sản phẩm hợp thời trang, hợp xu hướng, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.